tất cả mọi thứ đều là gà hết. Dạ. Cho nên là mình sẽ đặt một cái tên nó sẽ liên quan tới một tí xíu. Đó là thấp nhưng đẳng cấp. Nó liên quan gì tới gà? Liên quan chúng ta tới con gà vậy? Hình như nó không liên quan đúng không mọi người? Con gà, con gà 100 điều đẳng cấp đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con gà đâu giờ đẳng cấp đúng không? Thế còn đội bên này thì sao hả? Bên kia thấp thì bên mình là cao. Cao. Và bốn chữ đúng không? Thấp nhưng đẳng cấp thì em là cao bao tào lao. Hay quá. Trời ơi. Một đội là vẫn out, đấu với đội vẫn up. Out và up, không biết đội nào sẽ giành chiến thắng. Dĩ nhiên là cái đội up là sẽ up được nhiều trứng rồi đúng không? Đúng rồi. Nghe là không đúng rồi. Nhưng mà đội nào mà out thì trứng đó mới là quan trọng, hiểu không? Out là bị out ra ngoài luôn đó, hiểu không? Muốn biết out hay up sẽ giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 1 của chương trình được mang tên Thử thách vận động cá nhân. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng. Và đây sẽ là thử thách đầu tiên trong chương trình. Thử thách vận động cá nhân. Thành viên trong mỗi đội đứng tại vị trí vạch kẻ sẵn, với găng tay boxing và khéo léo đưa được càng nhiều quả bóng yoga vào lưới càng tốt. Mỗi quả bóng yoga qua lưới được tính một điểm. Kết thúc 1 phút 30 giây, thành viên của đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ mang về chiến thắng cho đội chơi đó. Duy nhất một đội chiến thắng thử thách mới giành được quyền lựa chọn hai vị trí gà đẻ trứng. Anh nhìn anh cảm thấy Emily có vẻ hợp với trò này. Anh đúng, anh nhìn đi, một cái hình mẫu của nó là đả nữ. Từ MV ra tới đời thật là cũng là tài, chân rất khỏe. Đâu em cũng nữ chính lắm mọi người. Có nghĩa là một cô gái rất là mạnh mẽ. Dạ đúng. Bên này mới gam go này. Bên này là ai đây? Bên này thấp nhưng đẳng cấp, nhưng mà bây giờ em đến lúc mà thể hiện đẳng cấp của mình rồi này. Dĩ nhiên bên kia đã chọn một cô gái rồi thì bên này phải chọn làm không. Thật ra là chơi trò chơi mà đối kháng là mình phải chọn cùng sai. Trong thể thao đối kháng ấy thì người ta hay có cái câu gọi là cùng hạ cân. Đúng rồi. Bởi vì khi cùng hạ cân, cùng chiều cao, cùng cân nặng thì cái phần thi nó sẽ mang cái tính công bằng hơn. Đồng cân đồng lạng đó. Bước ra em liền. Cao bao tào lao và chính thức đó là em liền. Đó, quá hơn. Đẳng cấp sẽ là ST Sơn Thành. ST Sơn Thạch, 1 phút 30 giây đó chính là thời gian dành cho mỗi đội. Đội nào có nhiều bóng vào rổ hơn trong khoảng thời gian này sẽ giành chiến thắng. 1 phút 30 giây bắt đầu. Yo. Vâng, 55 giây. Rồi, còn 20 giây. 8. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Hết giờ, quả cuối cùng không tính. Bóng rổ là ném là nhưng mà chạm vạch rồi. Không, tôi ném xong tôi mới rớt. Chạm vạch rồi. Luật bóng rổ là ném trái cuối cùng là được tính. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Khi thời gian đã hết thì bóng lúc đó đang ở trong không trung. Khi bóng rơi vào rổ thì thời gian đã hoàn toàn hết rồi. Về luật bóng rổ thì là có tính, nhưng đây không phải là bóng rổ. Đây là bóng rổ mà mọi người. Đây, bóng rổ có ai ném bóng rổ mà đi cái đây chỉ là một trò chơi mà mình kết tân từ bóng rổ và boxing kết hợp với nhau. Nó là một sự kết hợp của boxing và bóng rổ. Chính vì vậy mà chúng tôi kết hợp luật của cả hai bên. Đúng. Luật boxing khi mà đã hết giờ không là bóng cố đấm là bị phạt. Đó. Nhưng chúng tôi đưa ra luật cuối cùng. Chính giải. Người quá. Ok. Người quá nhiều lắm.
rồi em ạ. À. Em cầu chừa ra một tí hy vọng cho người phụ nữ bên kia chứ. Mọi người phải biết là tại sao Ti chơi hết mình như vậy, bởi vì Ashley đã từng thi đấu với Emily rồi và Emily là một cô gái rất là tài năng và rất là giỏi. Thôi bớt sao. Emily đã từng chơi bóng rổ rồi. Thực sự là lực tay của em yếu Ashley, nếu như mà thi về chạy về chân thì em thắng Ashley chắc. Bởi vì chân em rất khỏe mà tay thì hơi yếu nên là không biết. Em thấy chưa? Rồi. Khiêm tốn, hãy cùng xem Emily có vượt qua được ST hay không? Một phút 30 giây bắt đầu. Bắt đầu rồi. Một cái rồi. Yeah. Một. Cố lên, cố lên, mạnh lên chút xíu nữa. Đừng quăng cao quá. Đừng gần hơn. Cao, đừng gần hơn. Cố lên, đừng gần hơn. Đừng gần hơn chút xíu. Hai trái. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng là ba trái. Ba. Bốn trái. Ui, sắp được rồi. Năm trái. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Bảy trái. Cao hơn xíu là được rồi. Tiếp, 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 tiếp. Tám trái. Cố lên em đi ơi. Nhanh lên, cao hơn xíu, cao hơn xíu. Cố lên, cố lên, cố lên. Em đi ơi, 20 giây, còn 20 giây rồi. Em đi, cố lên, em đi. Đúng rồi. Chín trái rồi. Chín. Từng trái rồi. Chắc tài, từng trái rồi. Chín. Chúng ta cần một tràng pháo tay cho Emily. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Pháo tay thật quá hay. Cùng là một môn thể thao nhưng rõ ràng lực của nam và nữ là hoàn toàn khác nhau. Khác nhau. Thứ nhất là liên quan tới sức bền. Đúng. Thứ hai liên quan tới sức mạnh. Đúng. Thứ ba liên quan tới tâm lý thi đấu. Chúng ta nhìn thấy là khoảng 30 giây cuối cùng là tay đang mỏi, mỏi. Và cái lực thì không thể đẩy quả bóng cao lên được nữa. Nhưng trong vòng 1 phút 30 giây bám đuổi với tỷ số là 19 quá xuất sắc. Vỗ tay cho cô gái này. Và vỗ tay cho chiến thắng thuộc về thấp nhưng đẳng cấp. Và bây giờ thì xin mời đội thấp nhưng đẳng cấp sẽ đi vào bên vị trí kia. Quý vị đang đón xem chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng. Và bây giờ sẽ là lượt chọn vị trí gà đẻ trứng của đội thấp nhưng đẳng cấp. Chúng ta có tổng cộng 25 quả trứng. Trong đó sẽ có 2 quả trứng mất lượt, 1 quả trứng nhân đôi, 1 quả trứng chia đôi, với 1 quả trứng có mệnh giá to nhất là 100 triệu đồng. Và những quả trứng còn lại là nhiều mệnh giá khác nhau. Hai anh chị sẽ được chọn 2 vị trí gà. Xin mời ạ. Hãy chọn trước đi ạ. Số 4. Cái con số 4 nó cũng mập hơn những con bình thường đó. Cả những chị gà trên này đều từ một nhà máy anh Trung nhỉ? Đều từ một nhà sản xuất. Nhưng mà rõ ràng từ góc nhìn đều là con có vòng chiều không? Cao, cân nặng và kích thước. Đúng rồi. Hoặc là số 8 cũng mập ST. Số 8 đi. 8. Số 4. Và số 8. Anh chị muốn gà nào để trước ạ? Số nào cũng được. Mấy đẻ là được. Mấy đẻ đừng có tịt nha. Đừng có tịt nha. Số 4 nha. ST. Đẻ thôi. Đúng gà thôi. Đẻ là chết này. Trứng ở trong con gà số 4 nó có trị giá là 8 triệu đồng. Các bạn có muốn tiếp tục cho gà số 4 đẻ hay không? Nếu đẻ ra trứng tiếp thì các bạn sẽ cộng được tiền thưởng vào quỹ của mình. Nhưng nếu như gà số 4 hết trứng thì các bạn sẽ mất luôn số tiền mà các bạn vừa có. Nhưng được rồi. Vẫn được đến với cả chị gà tiếp theo. Đúng rồi. Wow, Yến muốn làm sao? Bây giờ ấy, thử sang chú gà số 8 của STD. Nếu mà chú gà số 8 này chọn được một cái mệnh giá thấp hơn thì mình có thể tiếp tục lần 2. Là số 4 còn thì đúng sao? Đúng rồi. Nếu gà số 8 mà không có trứng thì là cũng mất luôn số tiền đấy. Nói chung là vui là chính mà STD ơi. Thế để tiếp đi. Để tiếp nha. Xin mời gà số 4 ạ. Trời ơi. May quá nó đẻ ra trứng rồi. Mà không biết cái gì đây nha. Mở ra đi.
Tiền đi, tiền bây đi. Giờ mình đi qua một quả trứng to không? Tên 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 tên. Trời ơi, trời ơi, tên 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 tên. Tên 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 tên. 10 triệu đồng. Quá dữ. 10 triệu, các bạn đang có tổng tiền thưởng là 18 triệu. Các bạn có thể cho đẻ tiếp hoặc có thể dừng để chuyển sang gà số 8. Hoặc các bạn cũng có thể dừng luôn, không cần gà số 8 đẻ nữa, bảo toàn được số tiền này. Dừng lại 2 ST biết dừng lại đúng lúc đi. Chúng ta phải tích lũy tiền thưởng để nhiều đúng hơn. Có nghĩa là mình phải được nhiều điểm nữa. Đúng rồi. Tiền đồng nghĩa với điểm. ST thử một lần, cứ chọn số 8 đi. Hôm nay trúng ST mà không cho nó nở kỳ. Vâng, như vậy là các bạn có muốn số 4 đẻ tiếp không hay là dừng số 4 lại ạ? Tạm thời là dừng số 4 lại ha. Dừng số 4 lại đi. Dừng số 4 lại. Dừng số 4. Chuyển qua số 8. Xin mời chị gà số 8 đè. Có một âm thanh. Đè đi, đè đi. Đó. Oh really? Như vậy là điều tôi lo sợ đã tới. Gà số 8 đã không có trứng. Và đây là một trong hai chú gà không có trứng ở 10 vị trí. Vì vậy mà 18 triệu này xin phép hai bạn chương trình giữ lại. Dừng được rồi, cảm thấy khó lắm. 18 này mới nhiều lắm á. Thế mới nói đến với chương trình gà đẻ trứng vàng. Rất dễ để có tiền thưởng, nhưng để giữ được tiền thưởng thì lại không dễ tí nào. Chúng ta cần phải tính toán. Vậy là bây giờ mình phải đổi lại cái số may mắn của mình rồi.